giá 350. Trời ơi cái cây nó đẹp kìa, lung linh chưa, đã chưa, thấy cưng hết nha. 350 cho cây mã số 1B. Khoan để em chụp tấm hình luôn coi. Cái này thương quá nè. Rồi. Ngang 45, cao 40. Hoành 17 giá 400. Đó, cây cưng ghê hồn đó. Cây này vô chậu kiểu gì. Này vô cái chậu gọn gọn là thấy thương dữ lắm. 400.000. Giá dễ chơi ha. Cây mã cuối cùng. Ừ. Mã 25. Cây này cũng già khú khụ rồi. 20 ngang 52, cao 72. Cây này giá 800. Giá 800. Cây này chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của anh nha. Thì hôm nay em tiếp tục đến nhà vườn của chị Út tại xã Vĩnh Thành, huyện Gia Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà cùng giao lưu với nhà vườn mình một vài lô mai cũng như là một số mã số ha. Thì bên nhà vườn của chị Út thì những cái clip trước thì được cô chú anh chị mình ủng hộ rất là nhiều, do là cái cây thì tương đối đẹp ha, già cây và cái giá thì cực kỳ hợp lý ha. Thì cũng mong cả nhà mình ủng hộ nhà vườn của chị Út như những cái clip vừa qua. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta tiến vào quay giao lưu những cái lô đi. Trước tiên là siêu bông Sài Gòn nè cả nhà. Thì đây là gốc tứ quý nha cả nhà, gốc nhớt là gốc tứ quý. Thì đây mình nhà vườn mình giao lưu chúng ta giá là 80.000 đồng một cây. Thì 4 cây sẽ gửi hàng và bao phí ship. Thì cái hàng tứ quý này nó có hai loại nha cả nhà. Tứ quý này nó có hai loại, một là giảo nhung, hai là siêu bông Sài Gòn. Và những cái siêu bông Sài Gòn ở đây cả nhà mình xem thì nó có nụ hết rồi. Tết nay là vẫn là chơi được nha. Tại vì sao? Tại vì ghép vô cái cây gốc tứ quý thì thông thường những cái dòng nào vậy nó rất là dễ làm nụ luôn. Và đây thì cái bông của nó nè cả nhà, thấy quá trời quá đất cái bông hơn chưa, quá to luôn ha. Thì siêu bông Sài Gòn thì cũng không, cô chú mình không lạ gì. Này này em quay sáng sớm nè, chứ tầm khoảng một tiếng đồng hồ nữa nó đưa cái cánh thẳng ra, nó to khủng khiếp ha, cực kỳ đẹp luôn. Thì chú anh chị mình tưởng tượng đó, thì cả nhà mình cứ tưởng tượng mà khi mà cái cây chúng ta như thế này mà nó nở được chừng một chục cái bông là nó muốn bít cái cây luôn ha cả nhà. Là cái bông nó quá to, nói về dòng siêu bông Sài Gòn là cực kỳ to luôn. Và nó được một cái lô mai này nè cả nhà, cái ghép cái gốc tứ quý. Và cái tứ quý đây thì nhà vườn làm rễ cũng rất là đẹp luôn, do đó thì chúng ta mua về chơi thì rất là ok luôn ha. Thì bữa nay quay mới để ý cả nhà, phải nói là ví dụ như cả nhà mình xem nè, cái cây nhỏ xíu nhưng mà nụ rất là nhiều luôn. Thì cái này Tết chúng ta chơi bông, mình sang cái chậu chơi kéo nôm cái rễ lên, tứ quý mà nó mạnh cũng kéo nôm cái rễ lên mình chơi bông là ok luôn ha. Cái số lượng cũng khá nhiều, cô chú anh chị mình có cái nhu cầu để mua đi bán lại hay gì nhà vườn sẽ có giá sỉ cho chúng ta ha. Rồi em xin nhắc lại cái siêu bông Sài Gòn này thì bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta là giá là 80.000 đồng một cây, 4 cây sẽ gửi hàng vào bao phí ship. Thì cái hàng tứ quý này thì nó có hai loại nha, giảo nhung bên này nữa. Thì cả nhà ví dụ như lấy hai cây giảo nhung, hai cây siêu bông Sài Gòn cũng được. Đây. Thì giảo nhung thì nó nằm hàng bên này ha. Gốc cũng rất là đẹp luôn. Đó, như cô chú anh chị mình thấy nè. Gốc cực kỳ đẹp luôn. Tứ quý này nè cả nhà. Theo mà cả nhà mình nuôi thời gian nữa, cái nắp đầu nó rễ nó nôm nôm lên ha, cực kỳ đẹp luôn. Nhà vườn còn nuôi trong cái bọc luôn nè. 80.000 đồng cây. Rồi, bắt đầu tiến qua quay những cái hàng mã số ha. Rồi thì kế tới bên nhà vườn mình hôm nay sẽ giao lưu với chúng ta một cái lô cúc thọ hương ha nha. Thì cái hàng này thì hiện tại đang nằm cái chậu 2 tấc nè. Đó. Thì cái hàng này thì bên nhà vườn mình giao lưu với chúng ta cái giá 100.000 đồng một cây, hai cây gửi hàng và 4 cây sẽ bao phí ship cho chúng ta. Thì ở đây cái lô này thì quấn rễ cũng khá đẹp hết cả nha. Cái này thì mình lấy chiều cao nó tầm khoảng 40 nha cả nhà, tán rộng thì cũng tầm khoảng 40, là 100.000 đồng một cây. Ví dụ như cả nhà mình có cần ít thì mình lấy một cặp nhà vườn và vẫn ship ha. Thọ hương thì nở cái bông khỏi cái chê kìa. Đây. Cái lô này thì bên nhà vườn nuôi cực kỳ tốt này, bên này luôn ha chị chú. Đó. Thì cái hàng này thì 100.000 đồng cây ha. Quá trời nhiều nè. Đó. Củ đế nè cả nhà. Củ đế tuyệt vời chưa? Nở bông hay gì? Nở chắc hôm qua
năm kia gì rồi. Thì nó có họ hương thì cái bông cũng bà con mình cũng không lạ gì đó. Thì những hàng này thì hàng chơi Tết nha cả nhà, Tết nay thì bông chơi thoải mái đó. Cây thì bên nhà vườn mình bấm cái tàn con rất là nhặt, rất là xum xê luôn đó, cái dạng đó là 100.000 cây ha, tùm chưa củ đế nè. Nói chung bên nhà vườn mình nuôi cây rất là cứng cáp đó nha, cứng cáp đế đắm thì rất là ok luôn. Thì em xin nhắc lại nha, cái hàng này thì 100.000 đồng cây, 2 cây gửi hàng và 4 cây bao phí ship cho ông ta. Rồi chúng ta giờ tiến hành vào quay mã số ha cả nhà. Thì hôm nay nhà vườn có một số mã số sẽ giao lưu chúng ta. Đầu tiên nhất là cây mai sắn ha chị không? Thì mã 1B. 1B. Hoành 10 cao 58227. Cây mai sắn này giá 350. Giá 350. Trời ơi cái cây nó đẹp kìa, lung linh chưa? Đã chưa? Thấy cưng ha cả nhà. 350 cho cây mã số 1B. Khoan để em chụp tấm hình luôn coi. Cây này thấy cưng quá. Rồi xuống luôn, 350. Cây này thì quá đẹp à. 2B. Cây này Phú Tân hả? Phú Tân hoành 13 cao 45 ngang 48. Cây này 450. Giá 450. Đây cái cốt ghép bự rồi nha cả nhà. Cốt ghép bự. Cây thì hình rất là đẹp. Mấy hàng này cả nhà mình về vô cái chậu mỹ nghệ đẹp đẹp là ok lắm nha. Rồi, cây thì thường quá ha cả nhà. Rồi xuống luôn. Cây dậu Phủ Đức 3B. Phủ Đức 3B. Hoành 20 cao 49 ngang 57. Cây này giá 700. Giá 700. Cây 3B. Dậu Phủ Đức nha cả nhà. Gốc to ha, cốt bự chảng nè. Đang nở bông nè nha. Rồi xuống luôn. Cây Đại Lộc mã 4B. Hoành 17 ngang 40 cao 53. Giá nhiều. 550. Giá 550 cho cây Đại Lộc. To đụng ha. Thì mấy cây này thì cái đặc thù của nhà vườn của chị Út thì cái cốt ghép tầm 3-4 năm hết nha cả nhà. Cây cực kỳ già, cốt bụi chảng, Đại Lộc cốt ghép bụi chảng luôn ạ. Rồi xuống luôn. Mã số 5B. Ồ cái Đại Lộc này đẹp dữ kìa. Hoành 19 ngang 60 cao 77, giá 900. Chín, đẹp dữ lắm luôn. 900 này từ bệ đế. Bệ đế tới tàn ha, tới cốt cành thì đẹp. Cây này đẹp lắm nha cả nhà. Đây cốt nè. Thích cô chú anh chị nào thích Đại Lộc mà bỏ qua cây này thì ổn lắm, 700.000 à. Rồi xuống rồi nè. Ủa 900.000 lộn. 900.000. Mã 6B. Chút nữa bù à. Cây Phú Tân. Phú Tân 6B. Hoành 18 ngang 50 cao 59. Cây này giá 600. Giá 600 cho cây Phú Tân. Cũng là 4 năm mùa cả nhà. Những cây già này thì mình ghép nó đẹp đó, nó lên bông đẹp lắm. Rồi xuống đây nè. Cây cúc 24. Cây mã 7B. Hoành 18 ngang 59 cao 69. Cây này giá 700. Giá 700 cho cây cúc 24 cúc Trân Châu nha cả nhà. Thì cây này cái dáng rất là đẹp nha. Có cái đầu nó hơi bị lũa xíu, cái đó về cả nhà mình lấy đồ gọt lại. Cây này nó lũa lâu rồi, nhà vườn mình không gọt thôi chứ cái dáng thì đẹp lắm và cái cốt cành nó cũng đẹp nữa. Mày lấy đồ gọt lại là ok, không để vậy cho nó già già cũng được ha. Rồi xuống. Cây này cây cúc quýt. Cúc quýt mã 8B. Hoành 16 ngang 81 cao 59, giá 700. Giá 700 cho cây mã 8B. Cây cúc quýt ha, cúc quýt bông nở chùm chùm đẹp lắm nha. Rồi xuống luôn. Cây 9B. Cây này liền cốt luôn ta. Cây này cây giáo Phú Đức. Hoành 14 ngang 53 cao 55, giá 550. Cây này mấy mùa rồi? Chắc 6 mùa. 6-7 mùa vậy cái cốt nè cả nhà. Xem cái cốt ghép nè. Và cái cây này cái dáng nó rất là đẹp nha. Cái đế nó cũng thấy thương lắm, mà cái cốt thì thôi quá trời, có mấy trăm ngàn rồi cả nhà. Cây này thì hốt ngay cây này đi cả nhà. Bán cái này lỗ nè ơi. Rồi. Cây này cây mã số 10B. 10B. Hoành 16 ngang 60 cao 75, cây này giá 800. Giá 800. Cây bự chảng nha, cốt ghép nè cả nhà, thấy cốt nào này bự không à. Cây này dạo dấu đất hả? Rồi xuống luôn.
Khe Mã 11B Thủ Đức. Thủ Đức luôn. Hoành 15 ngang 60 cao 67 giá 750. Ồ cái này liền đậu luôn hả? Liền luôn nè. Liền luôn rồi cả nhà. Dáng đẹp nha. Cây đó 7 năm rồi đó. 7 năm rồi đó. Đó, nhà vườn mình nuôi là không thấy gì chỉ thấy già. Rồi xuống luôn. Cây đẹp ha, tàn túi xum xê. Khe Mã 12B. Tiếp tục là cây Thủ Đức nha. Hoành 13 cao 66 ngang 55, cây này giá 500. Giá 500 ngàn. Đó, cục dẹp tàn đây. Rồi ok xuống luôn. Rồi, cây kế tiếp cây mã mấy rồi chị? Mã 13B. 13B. Hoành 11 cao 47 ngang 47 giá 350. Còn cái cây này hết cưng dữ tại này. Mình vô cái chậu mỹ nghệ. Đây còn đế. Vô cái chậu mỹ nghệ nhỏ nhỏ là chơi là thấy thương lắm. 350 thôi. Dở Thủ Đức. Rồi xuống luôn, này ghép chắc cũng 3-4 mùa rồi. Đây toàn là hàng già không. Đây dở Thủ Đức. Cây mã 14B. 14B. Hoành 16 ngang 50 cao 50 53 giá 350. Giá 350. Cái này Thủ Đức không Phú Tân ta? Cái này cái Phú Tân chứ. Đức không ở Phú Tân chứ. Thấy cái lá nhỏ nè. Rồi 350 cho cây này. Rồi, xuống luôn. 4. Cái 15B. Ngang 62 cao 69, hoành 20, cây này giá 650. Giá 650 cho cây mã số 15. Cây này lưng nó có bị lỗ miếng nha, hồi đó nó bị tét cái gì đó. Nhiều cây thì ra đang rất là mạnh luôn, nó có nhánh mà nó tét ra đó nha. Chứ cái này không phải dấu mà cây nó bị lỗ ấy, nó dấu tét á. Cây bị mạnh ha. 16B. 16B là cây cúc trân châu. 8 ngang 72 cao 87. Cây này giá 650. Giá 650, cây cúc trân châu nha cả nhà. Rồi xuống lên thằng. Mã 17B. Hoành 19 ngang 65 cao 65. Cây này giá 800 thì giá Phú Đức. Ồ, cái cây nó già khủng khiếp ha. Giá 800 ngàn. Đó, cả nhà mình thấy cây những cây già nhìn như có hồn ha. Rồi xuống luôn. Rồi cây này dấu. Mã 18B. Phú Tân. Cây này Phú Tân. Hoành 20 ngang 53 cao 66, cây này giá 650. 650 cho cây Phú Tân 10 chảng luôn. Xuống luôn. Cây mã 19 dạo Thủ Đức. 19B. 19B dạo Thủ Đức. Hoành 16 cao 51 ngang 47 cây giá 450. 450 cho cây dạo Thủ Đức. 19 rồi đó. Rồi xuống lên nè. 20B. Cây đẹp hoành quá. 16 ngang 70 cao 76, cây này giá 1 triệu. Ồ cái cây nó liền cốt luôn cả nhà xem à. Cây này có một cốt luôn nha. Nó liền mà cây này ghép lâu lắm lâu rồi nha. Cái cốt nó là muốn bằng cái thân luôn. Đó, còn chú anh chị nào mê cây dở Thủ Đức thì cây này bỏ qua, không thể bỏ qua nha, đẹp cực kỳ luôn. Rồi xuống luôn. Cây Phú Trăng mã 21. Hoành 15 ngang 57 cao 67 giá 800. Cái Phú Tân này đẹp nè cả nhà. À, hai bên này có chân cẳng rồi ha. Phú Tân. Rồi, xuống luôn. Phú Tân Châu nữa. Mã 22B, hoành 19 ngang 66 cao 69 giá 900. Dạ, 900. Cực kỳ già ha. Rồi, kế tiếp. Phú Tân nữa. Mã 23B. Hoành 19 ngang 63 cao 67, cây này giá 900. Giá 900. Nghe đây là hai cái rễ nha. Ừ. Cái rễ nó lú cục lên ngộ quá ha. Và cái cây này thì ghép cũng lâu năm cả nha, còn chút xíu nữa liền cốt rồi ha. Phú Tân. Rồi xuống luôn. Mã 24. Có quýt. 24B. Cái này thương quá nè. Rồi. Ngang 45, cao 40. Hoành 17 giá 400. Cây cưng ghê hồn đó. Cây này vô chậu kiểu gì
Mày vô cái chậu gọn gọn là thấy thương dữ lắm. 400.000. Giá dễ chơi ha. Cây mã cuối cùng. Mã 25. Cây này cũng già khú khụ rồi. 20 ngang 52 cao 72, cây này giá 800. Giá 800. Cây này cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo nè, đang nở bông luôn. Ồ cái cây này lên chắc ra đi nhanh quá, quá trời già luôn. Bông nè. Cốt ghép nè, mà cái vẻ đẹp ha. Rồi cuối clip hả chị? Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay ha. Thì ngoài những cây mà bên nhà vườn quay ra thì còn nhiều cây khác nữa nha. Cô chú anh chị mình ví dụ như có nhu cầu thì cứ nhờ nhà vườn gửi quay cho chúng ta, gửi một số cây cho chúng ta xem cái mẫu ha. Thì được cây nào mình giao lưu cái đó. Và ngoài những cái lô mà em có quay ra thì bên nhà vườn mình còn rất là nhiều chủng loại, rất là nhiều giống luôn. Thì cô chú anh chị mình thích cái loại nào thì cứ liên hệ nhà vườn hỏi có cái loại đó không giao lưu ta ha. Bên nhà vườn mình cái đặc thù thì cái giá nó rất là hợp lý, do đó thì cũng dễ giao lưu ha. Rồi thôi, chào tạm biệt cả nhà nhé, chúc cả nhà ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.